Triệu Lộ Tư hẹn hò với Trần Chất Viễn, Lộ bằng chứng hết đường chối cãi. Lộ tin Triệu Lộ Tư và Trần Chất Viễn, phim giả tình thật hậu vụng trộm không thể giấu. Sự chú ý của khán giả dành cho Trần Chất Viễn và Triệu Lộ Tư đang ngày một lớn dần sau nghi vấn phim giả tình thật bùng nổ khắp cõi mạng. Cụ thể, thông qua bài đăng mới nhất của Triệu Lộ Tư trên trang cá nhân, dân tình đã tinh ý phát hiện ra chiếc tay cầm ly rượu và điện thoại màu đỏ xuất hiện trong bức ảnh có mối liên hệ rất lớn tới Trần Chất Viễn. Bởi theo tiết lộ từ những cư dân mạng, đu nam diễn viên họ Trần đã xác thực ốp điện thoại của anh có màu đỏ giống trong hình. Chi tiết này khiến các fan couple vô cùng phấn khích và thích thú. Trần Chất Viễn và Triệu Lộ Tư có mối quan hệ tương đối thân thiết ở ngoài đời, cả hai cũng thường xuyên tung miếng làm trò chọc mọi người trong đoàn phim cười không ngớt. Được biết, Triệu Lộ Tư bên cạnh vai trò nữ chính, cô còn phụ trách luôn công việc của stylist phối quần áo cho Trần Chất Viễn. Bản thân của Trần Chất Viễn từng nhiều lần thể hiện sự yêu quý của anh dành cho bạn diễn. Trong một buổi tuyên truyền vụng trộm không thể giấu, ngôi sao sinh năm 1996 còn không ngớt lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của Triệu Lộ Tư. Với vai diễn đoạt giải Hứa Tăng Trĩ trong vụng trộm không thể giấu, nhân khí của Lộ Tư và đặc biệt Trần Chất Viễn tăng lên đáng kể. Không chỉ được tiếp cận nhiều tài nguyên hấp dẫn, anh còn nhận được sự ưu ái từ các nhà sản xuất và nền tảng. Để theo dõi showbiz khoảng thời gian này đều rõ, Trần Chất Viễn kinh nghiệm diễn chưa có nhiều nhưng đã giành được vai nhất phiên trong dự án chính kịch Đêm Tối Và Bình Minh. Chưa hết, cũng vì muốn hưởng ké nhiệt mà bộ Lang Quân Không Như Ý của Trần Chất Viễn từng bị ngâm dầm suốt một thời gian dài đã được nền tảng để lên chiếu sớm. Cùng với hiệu ứng của vụng trộm không thể giấu và tương tác tự nhiên giữa Trần Chất Viễn Triệu Lộ Tư, dân tình đều rất mong muốn cặp đôi sẽ có thể hợp tác lần hai ở tương lai gần.